Rimac Nevera là một chiếc biển xe thể thao được thiết kế và sản xuất bởi nhà sản xuất ô tô Crozier Rimac Automobili. Chiếc xe nguyên mẫu sản xuất đầu tiên được ra mắt vào tháng 8 năm 2021. Rimac sẽ sản xuất giới hạn 150 chiếc trên toàn cầu, được ra mắt tại Geneva Motor Show 2018 với tên gọi Rimac Concept 2 nhưng được đổi tên thành Rimac Nevera khi ra mắt. Đây là chiếc xe thứ hai của hãng sau Rimac Concept 1 và được mô tả là trải nghiệm lái siêu xe điện đỉnh cao. Cái tên Nevera xuất phát từ tiếng Crozier để chỉ những cơn bão đột ngột và ngắn, thường kèm theo sét. Chủ yếu xảy ra dọc theo bờ biển Adriatic của Crozier. Đây là chiếc xe điện nhanh nhất trên thế giới hiện nay. Tất cả 4 bánh xe của Nevera đều được dẫn động riêng bằng động cơ 500 điện gắn trên trực tiếp. Kết hợp với nhau, chúng tạo ra tổng công suất 1914 mã lực và moment xoắn 2360 nanomet. Hộp số 1 cấp liên kết bánh trước và bánh sau với nhau. Nevera được cho là có khả năng tăng tốc từ 0-60 dặm giờ trong 1,85 giây, khiến nó có khả năng trở thành chiếc xe sản xuất tăng tốc nhanh nhất trên thế giới. Theo Rimac Automobili, nó sẽ tăng tốc từ 0-100 dặm giờ trong 4,3 giây, 0-186 dặm giờ trong 9,3 giây và đạt tốc độ tối đa 412 km/h hoặc 256 dặm/h. Chiếc xe cũng được quảng cáo có thể di chuyển quãng đường tối đa sau khi sạc là từ 550 km tới 647 tùy theo điều kiện sử dụng. Rimac tuyên bố chiếc xe được thiết kế rất bền và có thể lái được một cách đơn giản. Ngoài ra, chiếc xe còn có công nghệ tự động lái cấp độ 4 với đầy đủ các hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao. Nếu được kết nối với bộ sạc nhanh, nó có thể được sạc 80% trong vòng chưa đầy 30 phút. Chiếc xe có thiết kế hoàn toàn mới và loại bỏ các cửa thông thường. Thay vào đó là cửa mở kiểu cánh bướm. Nó cũng có một bình chữa cháy thiết kế sẵn phía sau. Chiếc xe được rất nhiều tạp chí và các chuyên gia đánh giá rất cao về cảm giác lái, cũng như là một chiếc xe điện nhanh nhất, mạnh nhất.